Đón chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục Phong Thủy ứng dụng đời sống ngày hôm nay, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc thăng trầm khác nhau, có lúc may mắn tự nhiên ập tới, thời vận thăng hoa, nhưng cũng có những lúc xui xẻo dồn dập đến cùng lúc, khiến cho ta bất ngờ không thể kịp trở tay. Khi mà xui xẻo ập đến, sẽ khiến cho chúng ta luôn luôn cảm thấy chán nản, thậm chí là sợ hãi, dẫn đến bỏ cuộc, mất niềm tin vào cuộc sống. Bước vào tháng 7 âm lịch là một khoảng thời gian như vậy, xui xẻo đủ đường, thị phi thì bùa vây với tất cả các gia chủ. Bởi vì bước vào tháng 7 âm lịch cũng chính là bước vào tháng cô hồn, tháng mở cửa mà. Dân gian quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, ngày Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để ma quỷ được tự do trở về dương thế. Đó cũng chính là ngày âm khí xung thiên. Theo tục lệ dân gian, người trần gian phải chuẩn bị lễ vật cúng cô hồn để chúng không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày của mình, tránh những điều xui xẻo không may mắn đến với gia đình nhà mình. Tuy nhiên thì xui xẻo không có nghĩa là không thể hóa giải. Theo đó, các chuyên gia phong thủy cũng có một số nhắc nhở để giúp bạn hóa giải xui xẻo và mang đến cát khí, vượng khí, những nguồn năng lượng tích cực giúp bản thân mỗi người vượt qua sóng gió một cách bình yên, vô sự vào tháng cô hồn năm nay. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký miễn phí kênh Phong Thủy Gia Cát. Cùng với đó, nếu muốn tham khảo thêm những kiến thức về phong thủy và tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, bạn hãy tìm hiểu phần mô tả video nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Vị trí đầu tiên chúng ta sẽ cần phải xem xét tới, đó là vị trí giường ngủ. Phong thủy phòng ngủ có ý nghĩa rất quan trọng đối với gia chủ. Đây là nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình sau những ngày làm việc mệt mỏi. Trong căn phòng đó, chiếc giường là nơi ngả lưng thư giãn, được nằm trên một chiếc giường êm ái, thật không còn là tuyệt. Được nằm trên một chiếc giường êm ái thật không còn gì tuyệt bằng. Theo quan niệm của phong thủy nhà cửa, chọn được vị trí đắc địa phù hợp với không gian căn phòng, phù hợp với tuổi của gia chủ là một điều rất cát lành. Nó quyết định và ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc sức khỏe của gia chủ sinh sống trong căn nhà đó. Khi ngủ là lúc con người giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi, nạp lại năng lượng cho mình. Nhưng cũng chính vào lúc này, chúng ta cũng sẽ gặp phải tổn thương khi mà không tự bảo vệ mình. Nếu xảy ra các trường hợp đặt vị trí giường ngủ xấu, gặp phải những xung sát khi đặt để trong phòng ngủ như là đầu giường chiếu thẳng hay là kê sát nhà vệ sinh. Đầu giường chiếu thẳng, kê sát vào bếp, gần vị trí trong các cửa nhà thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những luồng năng lượng tiêu cực, tà khí, uế khí. Đặc biệt, trong tháng cô hồn này, khi mà lượng âm khí, uế khí hay tạp khí nhiều, khi kết hợp với những yếu tố gây sát như bên trên sẽ là lý do rất lớn gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, gây ra tổn thương về thể chất cũng như tinh thần, khiến cho bạn gặp hết xui xẻo về sức khỏe lại đến tài lộc. Vì thế mà bạn cần phải xem lại các vị trí giường ngủ của mình xem đã đúng phong thủy hay chưa để có thể thay đổi lại. Ngoài ra, nếu vị trí giường ngủ trong phòng của bạn không thể thay đổi lại được, hoặc khi thay đổi xong lại gặp phải một số thế sát khác, bạn cũng có thể đặt một hồ lô nhỏ trên vị trí tủ táp của đầu giường, giúp cho việc hóa giải những sát khí, thâu thu tài lộc. Nhưng phần uế khí, để tránh cho việc phòng ngủ của mình gặp phải những sát khí, âm khí hay là uế khí. Yếu tố thứ hai chúng ta sẽ xét trong video lần này, đó là việc bố trí phong thủy phía trước nhà ở. Phía trước cửa chính của căn nhà còn được gọi là minh đường của căn nhà, hay là vị trí được coi là khu vực chu tước.
Nếu trước nhà bạn nhìn ra con mương hoặc ống cống mà không sạch sẽ, có nhiều âm khí, uế khí, thì phần vượng khí trong nhà sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là những hướng xấu trong năm nay, như hướng nam vận khí do sao nhị hắc bệnh phù đao tới, chủ về bệnh tật, thương vong, đau yếu. Nhất là vào tháng 7 âm lịch này, đang có nhiều phần âm khí, uế khí, lại kết hợp với trong nhà có người già đau ốm, bệnh tật thì chắc chắn sẽ là dấu hiệu của việc tang tóc, đau thương, mất mát. Hướng bắc vận khí do sao tam bích đáo tới, chủ về khẩu thiệt thị phi, quan tai, tin đồn thất thiệt. Vào tháng 7 âm lịch này, đang có nhiều phần âm khí, uế khí, lại kết hợp với trong nhà đang có những vấn đề khó giải quyết liên quan tới giấy tờ, thậm chí là mệnh chủ trong nhà sẽ gặp phải vấn đề liên quan đến kiện tụng thị phi. Hướng tây nam, vận khí do sao tứ lục đáo tới. Tứ lục là sao mang sát khí, sao này đang thất vận. Vào tháng 7 âm lịch này, đang có nhiều phần âm khí, uế khí nên dễ gây ra những ảnh hưởng xấu trong nhà. Trạch chủ có thể mắc phải các bệnh về tai, mũi, họng như là xoang, hèn xuyễn. Sau này cũng có một phần dễ gây ra đào hoa sát, khiến cho gia đạo lục đục vì đam mê tửu sắc mà tan cửa nát nhà. Và hướng cuối cùng là những căn nhà hướng đông do sao ngũ hoàng chiếm đóng. Ngũ hoàng là đại sát tinh hay còn được gọi là chính quan đại sát. Trong phong thủy nhà ở, sau này chủ về gian ác, xuyên tạc, bệnh tật triền miên, đi đến đâu thì chủ tai họa đến đó. Vào tháng 7 âm lịch này, mệnh chủ sinh sống trong những căn nhà hướng này mà sai phong thủy. Nhẹ thì sẽ gặp tin dữ, hại người mất của, gặp tai họa bệnh tật. Nặng thì tan cửa nát nhà, nhà tan, người mất, tất gặp tà khí trong nhà sẽ mất mạng 5 người. Hoặc với những gia đình chẳng may đối diện phải nghĩa trang, đình, đền, miếu, phủ, nhà xác của bệnh viện thì sẽ làm những tà khí, uế khí xuất hiện lởn vởn quanh ngăn cản con đường phát triển sự nghiệp và tài vận của gia đình. Và khi đến tháng cô hồn thì những trường khí xấu này càng nhũng nhiễu quấy rầy gia chủ, khiến cho mọi điều xui xẻo đeo bám. Với những trường hợp như thế này, cách hóa giải hiệu quả nhất đó là gia đình nên trồng bụi cây hoặc chậu hoa trước cửa nhà, sử dụng một gương bát quái dán trước cửa nhà với treo sâu mai hoa phú quý, giúp cho hóa giải tà khí, uế khí xấu, mang đến tài vận may mắn cho gia đình. Như vậy, bạn sẽ giữ lại sinh khí trong nhà, mang đến nhiều may mắn cho gia chủ. Khu vực tiếp theo trong phong thủy ta cần phải xét đến trong thời gian tháng 7 âm lịch này, đó sẽ là khu vực phía sau nhà ở hay còn gọi là khu vực huyền vũ của nhà. Tọa sơn hướng thủy hay ỷ sơn hướng hải là những câu bạn thường gặp tới khi nói về phong thủy. Tọa ở đây là khu vực phía sau căn nhà hay là khu vực huyền vũ. Khu vực này để chuẩn đúng phong thủy sẽ cần lúc nào cũng phải cao hơn so với đằng trước hoặc tối thiểu là bằng nhau. Nếu không sẽ khiến cho tài vận gia chủ bị thất thoát, âm khí dễ dàng tràn vào trong ngôi nhà. Nhất là vào tháng 7 cô hồn sẽ khiến cho những phần âm khí, tà khí, uế khí sẽ rất dễ tràn vào trong nhà. Tuyệt đối tránh trường hợp đất ở khu vực vườn phía sau nhà bị trũng xuống hoặc đằng sau xuất hiện đường cong lớn. Nếu không, cuộc đời sau này của gia chủ sẽ không được tốt đẹp, gặp nhiều khó khăn. Do đó mà gia chủ có thể làm hàng rào cây hoặc xây bờ tường để ngăn cách phía sau nhà và đường đi, mọi xui xẻo sẽ được hóa giải. Việc tiếp theo trong tháng cô hồn mà chúng ta sẽ cần phải chú trọng đó là việc mua và sử dụng những món đồ mới vào tháng này. Từ xa xưa, các cụ đã truyền nhau kiêng kỵ không mua sắm may quần áo, sắm vật dụng đắt tiền mới như nhà, xe, giao dịch lớn trong tháng cô hồn. Bởi quan niệm rằng dịp này chỉ có ma quỷ mới có quần áo mới, đồ đạc mới. Khoảng thời gian tháng 7 âm lịch, dịp này dương gian thường cúng cháo, gạo, muối, đốt quần áo mới, nhà cửa, ô tô, xe máy, đồ dùng mã cho ma quỷ, để không quấy nhiễu cuộc sống của con người.
Nếu bạn sắm sửa về phần làm các việc lễ lạt, cầu cúng siêu độ, sám hối, phóng sinh, vu lan báo hiếu thì lại rất dễ được hanh thông. Đồng thời, để tốt nhất trong khoảng thời gian này thì các gia chủ thường luôn mang theo bên mình một vật phẩm phong thủy có tác dụng giúp hóa giải những điều không may mắn đó, chiêu thêm mình phần vượng khí, cát khí, chấn sát kỵ tà, những trang sức được chế tác từ bạc. Và điều cuối cùng là chúng ta sẽ cần phải thay đổi cách nghĩ của mình, sống tích cực hơn. Khi gặp nhiều chuyện không may mắn cùng lúc, mọi người thường có suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, đó là không biết sẽ còn có những điều xui xẻo nào hơn đến thế xảy ra nữa hay không. Nhưng điều đó chỉ khiến cho mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Theo đó, những suy nghĩ lạc quan và tích cực sẽ là giải pháp tốt thu hút nguồn sinh khí tốt ở quanh bạn, giúp cho bạn luôn luôn vui vẻ, lạc quan hơn trong cuộc sống của mình, tiếp thêm cho mình những nguồn năng lượng tích cực. Trên đây, phong thủy Gia Cát đã giúp bạn tìm những cách hóa giải xui xẻo trong tháng cô hồn một cách dễ dàng nhất. Còn chần chờ gì nữa mà không thay đổi bản thân và phong thủy xung quanh mình để những điều may mắn luôn luôn tìm đến bạn? Hãy gọi điện đến số hotline dưới đây để biết thêm những cách thay đổi phong thủy khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi các video của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.